Thưa quý vị chỉ sau một đêm mưa ngập lịch sử tại đà nẵng nhiều người dân đã khóc dòng đau đớn khi rơi vào cảnh trắng tay thậm chí là mất gia đình và người thân nhà cửa bị đổ sập tất cả tài sản tích góp nhiều năm trời nay bị dòng nước lũ cuốn phăng lắng nghe những tâm sự của người dân vùng lũ khiến cho ai nấy cũng đều không khỏi xót xa sau những ngày ngập trong bùn lầy, những con đường kiệt ở Hoàng Văn Thái, Me Suốt, phường Hòa Khánh Nam của Liên Triều đã khô giáo trở lại. Bùn khô bám bạc phách bờ tường, lùm cây ngọn cỏ, loang lổ trên bàn ghế, xe cộ, tủ kệ, còn nằm ngổn ngang trước hiên nhà. Tranh thủ nhặt nhạnh những đồ đạc còn sót lại giữa đống đổ nát. Anh Trần Quang Trung, khối đà sơn, phường Hòa Khánh Nam vẫn chết ngỡ ngàng. Anh Trung thở dài, căn nhà mười mấy hôm trước còn nguyên vẹn, giờ chỉ còn ngổn ngang các mảnh gạch bùn đất. Tối 14 tháng 10 mưa lớn cúc điện, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì nước lũ, bùn đất bất ngờ đổ ập xuống, xô đổ cả ngôi nhà. Anh Trung ôm lấy vợ con tháo chạy, bức tường lớn đổ sượt qua lưng anh. Chỉ khoảng 5 phút nước đã dâng lên, ngập qua đầu. Từng mảng tường bị nước lũ giật sập, bao đồ đạc cuốn theo dòng nước dữ. Những ngày này cứ dành tay là anh lại lật tìm trong đống đổ nát, xem có vớt vát được chút đồ đạc tài sản nào không. Anh Trung ngao ngán, một trận mưa cuốn theo tài sản làm lụng cả đời. Giờ hai vợ chồng tôi trắng tay. Cũng như anh Trung, hàng trăm hộ dân ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt ngập lụt lịch sử ở Đà Nẵng không có thể tưởng tượng đến cảnh họ trắng tay, lâm cảnh màn trời chiếu đất sau một trận mưa lầm lũi dắt chiếc xe đầu ao màu bùn đến ký túc xá đại học sư phạm để sửa xe miễn phí ông võ đức bảo 46 tuổi tổ 36 đà sơn phương hòa khánh nam thở phào khi thợ thông báo chiếc xe máy không hư hỏng quá nặng đó là tài sản lành lặn duy nhất mà vợ chồng ông vớt vát được sau đêm mưa ngập ông bảo ngậm ngùi còn lại tivi tủ lạnh quần áo sách vở trôi hết theo dòng nước nhưng thứ vớt vát được từ đống bùn thợ nào cũng lắc đầu ngay sau mưa ngập lịch sử Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã kích hoạt các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Đến nay, khoảng 2.500 phần quà và tiền mặt được huy động để giúp đỡ người dân với tổng trị giá gần 1,4 tỷ. Trong sáng 18 tháng 10, Hội chữ thập đỏ đã hỗ trợ các thùng hàng khẩn cấp và tiền mặt cho người dân bị sập nhà ở thôn Thạch Nham Đông. Anh Nguyễn Tiên Lâm, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng nói. Hy vọng rằng với những phần quà tình yêu thương từ khắp mọi miền tổ quốc hướng về miền Trung, bà con nơi đây sẽ sớm khắc phục được hậu quả do mưa lũ. Ấm lòng tình người miền Trung trong trận lũ lịch sử trong trận mưa ngập lịch sử tối 14 tháng 10, hàng trăm dòng bình luận cầu cứu trên trang fanpage của đội xuồng cứu hộ Đà Nẵng vang lên cùng một lúc từ khắp nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, khiến ai nấy không khỏi nhói lòng nhà kiệt 161 trên 04, trên 14, trên 42, trên 06, mẹ suốt, nước ngập sâu, không thoát ra được, nhà có con nhỏ, cần được cứu ạ. À. Hay dòng trạng thái SOS, cứu khẩn cấp, 15 em sinh viên đang bị mắc kẹt, không ra được, 15 em sinh viên đang bị mắc kẹt, không ra được, ở 457 trên 68 trên 3 Tôn Đức Thắng, kiệt 138 trên 42 trên 25 Hoàng Văn Thái, có 3 trẻ nhỏ, 2 phụ nữ, nước lên gần lút đầu, hiện đang dâng gần lên gác cầu cứu. Đó chỉ là một vài trong số hàng trăm dòng bình luận cầu cứu trên mạng xã hội. Cũng trong đêm đó, thông tin đường dây nóng của đội được câu khai trên fanpage, những dòng tin nhắn, những cuộc gọi cầu cứu dồn dập đổ về. Trực tổng đài, anh Trần Đình Khoa, đội trưởng thẳng thốt bởi thông tin quá nhiều. Anh Khoa kể, những khu vực nào có người già trẻ em và ngập sâu nguy hiểm, tôi sẽ chuyển cho đồng đội nhanh nhất để tiếp cận. Đầu tiên là cú điện thoại từ khu vực đường Trưng Nữ Vương, có 7 người lớn và 10 em nhỏ bị mắc kẹt. Chúng tôi cứ ngay một xuồng tiếp cận, bốn xuồng còn lại chia hai cánh, cứu hộ các khu vực đường Mai Suốt, Tôn Đức Thắng, Hoàng Văn Thái, quận Liên Triểu và Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê vài ngày sau đêm kinh hoàng đó anh phan minh việt thành viên đội xuồng cứu hộ một trong những người trực tiếp trắng đêm giải cứu người dân giữa dòng nước lụt vẫn chết bàng hoàng anh việt nói bao nhiêu năm ở đà nẵng tôi chưa bao giờ nghĩ thành phố lại có thể ngập sâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy cả trăm cả ngàn lời kêu cứu hiện lên liên tục trên thông báo của facebook đội như thế từ hôm đó, thấy nước dâng lên nhanh tại nhiều khu vực thấp trũng trong thành phố, đội đã chủ động sắp xếp chuẩn bị phương tiện để hỗ trợ. Những chiếc xuồng được chất lên xe bán tải, di chuyển từ quận Sơn Trà sang quận Liên Triểu, khu vực có nhiều điểm ngập sâu cần hỗ trợ. Anh Việt kể, khoảng 20 giờ cả đội di chuyển, đường trung tâm đều ngập sâu, anh em quyết định đi đường biển nhưng cũng không khá hơn, xém trôi xe. Quãng đường di chuyển bình thường chỉ khoảng 20 đến 30 phút, giờ mất gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Tuy nhiên xe bán tải đến những chỗ ngập sâu cũng chịu cứng. May mắn, đội gặp được xe cứu hộ của quân đội và được hỗ trợ di chuyển lên khu vực ngập sâu ở đường Tôn Đức Thắng, sau đó vào đường Mẹ Suốt. Chưa bao giờ anh Việt thấy nhà cửa ngập sâu đến thế. Có những căn nhà cấp 4 ngập tới gần nóc, người dân phải trèo lên nóc chờ cứu hộ những con hẻm sâu ngoằn ngoèo, đội phải nhờ người dân ở khu vực đó dẫn đường để tiếp cận, anh Việt nói. Trong khu mẹ suốt nước ngập rất sâu chảy xiết, đội rất chật vật để tiếp cận bà con. May mắn là có sự chuẩn bị kỹ từ áo phao, thiết bị dây neo nên việc cứu hộ thực hiện suôn sẻ. Tất cả các thành viên nguyên một đêm trắng dầm trong nước đến 7 giờ sáng hôm sau mới về được đến nhà. Tuy nhiên chúng tôi hạnh phúc vì hỗ trợ và giúp đỡ được nhiều người dân qua cơn khốn khó không chỉ có các thành viên của đội cứu hộ trong lúc nguy nan còn lóe lên những hình ảnh đẹp không ngại xả thân của các bạn trẻ với mong muốn cứu giúp đồng bào. Tối hôm đó, mưa như chút nước, một cậu thanh niên bận bộ đồ ở nhà, chùm máu mưa đến trước khu ngập sâu trên đường mẹ suốt và xin lực lượng chức năng tham gia cứu hộ người dân. Đó là Nguyễn Minh Đức, sinh năm 2004, sinh viên năm nhất, cao đẳng FPT Đà Nẵng. Thoạt nghe, các chiến sĩ cũng giật mình từ chối vì sợ bất chắc cho cậu. Nhưng Đức vẫn quả quyết, Em bơi rất giỏi, các anh cứ để em giúp. Sự kiên định của Đức thuyết phục được chỉ huy ở hiện trường. Nhận chiếc áo phao cùng cuộn dây thừng, Đức cùng hai anh bộ đội lội sâu vào phía trong để hỗ trợ các hộ bị ngập. Sinh ra ở vùng rốn lũ Can Lộc Hà Tĩnh, hơn ai hết, Đức hiểu rõ sự nguy hiểm của những đợt nước lên nhanh, khiến người dân không kịp trở tay. Đức nói ngồi lướt Facebook Thấy thông tin kêu cứu của bà con Ở quanh khu trọ em nóng ruột lắm Vì vậy em đánh liều đội mưa chạy ra để giúp Em chẳng có gì ngoài sức trẻ cả Ngầm mình trong dòng nước hàng giờ liền Bàn tay Đức nhăn nheo lạnh toát Nhưng nụ cười luôn dạng dỡ trên môi Đức kể lúc đó cúp điện Trời tối đen như mực Nước dâng cao ngang ngực chảy xiết nên cậu cũng sợ Đức chia sẻ, tuy nhiên có canh bộ đội đi cùng nên em yên tâm hơn, cứu được mọi người ra ngoài an toàn em mừng lắm. Trong bão lũ, bộ đội, công an, dân quân, các đội thiện nguyện chuyên nghiệp mới là những người bất chấp nguy hiểm để hỗ trợ người dân. Em chỉ muốn góp một phần nhỏ để giúp các anh cứu người. Nghe tin Đà Nẵng bị ngập nặng, bà con phải trèo lên mái nhà cầu cứu, xài cộ ngâm mình trong biển nước. Từ huyện miền núi nông sơn Quảng Nam, vườn hàng trăm cây số xuống Đà Nẵng, anh Đặng Văn Tiến 27 tuổi thợ sửa xe cùng đồng nghiệp làm việc không ngơi tay để hỗ trợ bà con, sinh viên sửa chữa xe máy hư hỏng do ngập nước. Tiến kể, sáng 15 tháng 10, chúng tôi đang ngồi cà phê thì đọc được tin tức ngập nặng ở Đà Nẵng, không ai bảo ai, anh em rủ nhau đóng cửa hàng, xuống thành phố để giúp đỡ không kịp xếp quần áo, chỉ mang theo hộp đồ nghề, 16 thợ sửa xe máy vượt đèo xuống Đà Nẵng. Ngày đầu, hơn 200 xe máy chết lịm vì ngập nước xuyên đêm đã được sửa xong, quần áo của anh Tiến lấm tấm bùn đất đỏ ao. Anh Tiến cười, nếu khoảng 10 giờ đêm, tụi tôi sẽ về lại Đông Sơn. Thực ra, không ai nghĩ gì to tát đâu, chỉ là biết ở dưới ni ngập lụt, xong sẽ hư hỏng nhiều nên mọi người xuống. Quảng Nam Đà Nẵng là anh em mà, có chút khó ni, sao không giúp nhau cho được. Trong dòng nước lũ lạnh lẽo, có những người chiến sĩ đã không ngại khó khăn lao vào cơn mưa khắc nghiệt để đổi lại sự an toàn cho người dân. Không may, trong quá trình làm nhiệm vụ đó, một chiến sĩ đã gặp tai nạn giao thông, cậu với khung cảnh đường ngập lụt nên khi được đưa đến bệnh viện thì tất cả đã muộn. Đó là một trong số rất nhiều sự hy sinh cao cả thầm lặng để giúp bà con miền Trung chạy lũ vào đêm 14 tháng 10 vừa rồi. Cảm ơn các anh vì hành động xả thân quên mình, cứu giúp nhiều người dân. Nếu không có các anh, có lẽ nhiều người dân đã gặp nạn. Trận mưa lũ vừa qua để lại nỗi ám ảnh quá lớn không chỉ với người dân Đà Nẵng mà còn đối với cả những người trong đội cứu hộ. Dù đã từng cứu hộ cho nhiều địa phương vùng rốn lũ ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, anh Việt và đồng đội không thể ngờ có một ngày giữa lòng thành phố Đà Nẵng, những chiếc xuồng cứu hộ lại phăng phăng vượt dòng nước xiết, giải cứu bà con trong những căn nhà ngập sâu đến 2-3 mét. Sự chia sẻ, tình cảm giúp đỡ lẫn nhau trong cơn lũ dữ sẽ là một sức mạnh vô hình vượt lên trên cả sự khủng khiếp của thiên tai. Và dù ở bất kỳ nơi đâu, tất cả chúng ta đều đau đáu hướng về khúc ruột miền Trung khi bão lũ liên tiếp dồn dập.